Sáng ngày 21 tháng 3, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, báo cáo về các hoạt động tháng thanh niên năm 2023, một số trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ nay đến hết năm 2023. Công tác chuẩn bị các nội dung được phân công phối hợp tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Công tác chuẩn bị tham gia đoàn công tác thăm chính thức Cuba của đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự thảo luận các nội dung về giới trẻ với mục tiêu phát triển đất nước, về năng lực số cho thanh niên, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như thông tin trao đổi trực tiếp cụ thể về các kiến nghị của Trung ương Đoàn. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Trung ương Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập, biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sự nỗ lực vươn lên của thanh thiếu niên nhi đồng cả nước. Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và những quan điểm tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ghi nhận các kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn sẽ phát huy được thế mạnh của phong trào thanh niên Việt Nam, khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong mọi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.